Trời ơi, bộ này mặc mát lắm đó chị ơi. Nào các chị nhìn cho em bộ hồng của các chị yêu này. Chị nào không chốt nhanh là hết phí nhá. Bộ chất này nhà em là chất lanh, mà thiết kế là thiết kế gọi là hàng gọi là lanh, kiểu lanh thiết kế nữa. Các chị nhìn cái form bộ đồ rất đẹp và rất sang cho em luôn, xinh xắn đáng yêu và cực kỳ là đẹp cho em. Bộ này em Trang đang tặng khách hàng cho em với giá là 129.000 một bộ. Các chị thích màu nào các chị chốt cho em màu đấy. Màu em Trang đang mặc trên người lên cho em là bộ lanh cánh tiên, màu đang mặc trên người cho em là màu hồng đó chị nhá. Màu này cũng xinh này. Đấy, có rất là nhiều màu đẹp luôn. Lanh cánh tiên, màu này cho em là màu xanh này, màu này cũng xinh này. Đẹp bao các chị, xuất sắc luôn nhá. Cái này nhà em có size M và L. M từ 40 cho em đến là 53kg và L cho em từ 54 đến 60, hai size M lớn chị ơi. Đây ạ, lanh cánh tiên màu này cho em màu xanh này, được chưa? Lanh cánh tiên màu này cho em là màu cam này các chị ơi. Đẹp như thế này cho em 129.000 một bộ giùm em nhá. Mặc cực kỳ đẹp mà nó rất là mát. Các chị thấy không? Mới vào hè thôi mà đã vào thì đã khó ở đúng không ạ? Mà khó ở thì chỉ có tìm những cái bộ này mặc giùm em thôi. Lanh cánh tiên màu này cho em là màu than này. Các chị nhìn hoa của nó đẹp không? Xuất sắc như thế này mà có 129.000 bộ đồ này thôi các chị gái nhá. 129k. Nhìn bộ đồ các chị thấy không? Một chất của nó như thế này. Đây các chị nhìn chất lanh xịn này. Lanh thái qua xử lý chống co chống nhăn các chị nhá. Mặc lên người cực đẹp, cực nét và không bao giờ có chuyện lo nhăn giùm em. Các chị nào đã mặc lanh nhăn thì các chị ơi quên mẹ đi. Ngày hôm nay gặp em Trang lại mặc cho em Trang những bộ lanh không nhăn, không nhàu. Chất mát lẹn tim mà giá chỉ có 129.000. Riêng các chị rời nhà em Trang ra không bao giờ mua lanh giá này. Tại vì người ta đang đổ buôn đã là 130, 140 một bộ rồi. Làm gì có cái giá 129.000 bán lẻ nhà em, không có các chị nhá. Và đây là hàng có size có số, M từ 40 cho em đến 53 cân, L cho em từ 54 đến cho em 60 cân. Lanh nhé, các chị mặc không đẹp, các chị ơi quay lại chửi em. Nói thế cho nhanh, 129.000 một bộ lanh của em. Lên cho em mã gì ạ? Lanh cánh tiên kèm số điện thoại dùm em. Thích màu cho nam và trên người lên cho em bộ lanh cánh tiên màu hồng. Không thích lên cho em cái bộ màu tím than này cũng đẹp này, gọi là tím than nhưng cái màu nó sang vãi luôn. Được chưa? Không thích nữa các chị ơi, lên cho em bộ màu này cho em là bộ màu cam. Thì em sẽ mặc đủ màu. Hương quý ok là bộ hồng nó xuống đây cho em đi này. Bộ này cho em là bộ cam này, đẹp không? Đấy, không thích lấy cho em cái bộ màu xanh này cũng gọi là cha của đẹp luôn các chị ơi. Đây ạ. 129.000 một bộ giúp em, hai size ML các chị nhá. M từ 40 cho em đến là 53 cân và L cho em từ 54 đến 60 cân. Lên đúng cú pháp giúp em là mã lanh cánh tiên kèm xuống này cho em. Ở nhà này, vừa đẹp, được chưa? Vừa mát này, vừa nhẹ nhàng, vừa xinh, được chưa? Chồng yêu, con quý, được chưa? Mà mát mẻ nhẹ nhàng làm việc nhà việc nhất cho em, nhanh nhẹn cho em, nó thoát cho em. Nóng như thế này, nhiều chị còn chưa biết mặc gì. Được chưa? Mặc cái bộ đồ nóng nực, người khác nhìn vào nó còn chán như nói với bản thân mình đúng không? Thì các chị ơi, phải là mặc những bộ lanh. Thời tiết như này các chị chỉ có tìm đến lanh mới là giải quyết được mọi vấn đề bức bối về thời tiết thôi các chị ạ. 129.000 rẻ hay rất rẻ ạ. Nhưng mà các chị ơi, không nhanh là không còn số lượng các chị nhá. Không nhanh là không còn số lượng cho em Trang. Được chưa? Chị Thu Hằng lấy một bộ hồng với là một bộ màu tím than của đơn này, một bộ hồng với là một bộ màu xanh ok. Nguyệt Bích lên số này cho em đi. Nhà em toàn hoa đẹp. Cái lanh này nhà em bán cho các tình yêu với cái giá này là khẳng định nó không có bố con thằng nào chơi lại đâu. Lanh này của em là lanh thái qua xử lý chống co và nhăn. Các chị mặc là không có chuyện nhăn. Thứ hai là gì ạ? Các chị mặc cho em là gì ạ? Không có chuyện nóng. Thứ ba là các chị mặc cho em là gì ạ? Đẹp. Các chị ơi, nó đẹp cho em được chưa ạ? Màu này cho em lên cho em là bộ màu xanh của em, lanh cánh tiên màu xanh, được chưa ạ? Lanh cánh tiên Trang mặc trên người là màu hồng, có túi tiết đàng hoàng cho em luôn, hàng thiết kế điệu đà, đẹp sang và chảnh giùm em. Lanh cánh tiên màu này cho em màu cam giùm em và lanh cánh tiên màu này cho em là màu than giùm em. Thích màu nào cho em màu đấy. Thủy Tú lấy 4 màu nó có đơn cho em ạ. 57 cân lấy cho em là size L. Hai size M và L chị nhớ giùm em. Được chưa ạ? M nha em từ 40 cho em đến 53 cân và L cho em từ 54 đến cho em 57 cân, hai size M lớn các chị nhá. Huyền Anh ơi, chị lấy một bộ tím than này đúng không? Tím than này chị 52 cân 1m50. Mà chị lấy L đi thì em thấy người chị hơi tròn người. 52 cân 1m50 lấy L cho em. Tại vì 52 cân 1m50 người nó thấp ý, mình lấy L giùm em nhá. Rồi ok, chị Nguyệt Linh số lại cho em đi ạ. Chị lấy bộ Trang đang mặc trên người màu gì? Màu hồng giùm em. Mã cho em là mã gì ạ? Lanh cánh tiên kèm màu hồng kèm xuống đây Trang xinh như này các chị ơi. 129 một bộ cho em. Riêng về mặc không đẹp Trang bỏ nghề các chị nhá, Trang bỏ nghề luôn. Được chưa? Còn về lanh thì đừng hỏi là mát hay không nữa, nó là đỉnh của mát. Nhưng ngày xưa tại sao các chị không thích mặc lanh? Vì là lanh ngày xưa nó nhăn và nó nhàu. Các chị mặc một cái là nó rúm 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 lò xo và nó nhìn nó xấu đúng không? Nó quê đúng không? Ngày hôm nay có Trang bẹp lanh thái. Được chưa? Chất lanh này không hề là nhá, con chó nào là được chưa? Không hề là, rút trong túi ra thẳng tưng cho em luôn như thế này. Các chị ơi, mà các chị nhớ giùm em là gì ạ? Hàng lanh thái này các chị mặc cho em thì chỉ có bao đẹp thôi. Nó không những thẳng, nó còn có cái độ bóng, nó rất là đẹp, rất là sang. 129.000 một bộ giùm em các chị ơi. Lên cho em mã gì ạ? Lanh cánh tiên màu này cho em màu than này, được chưa? Lanh cánh tiên cho em mặc trên người màu hồng, lanh cánh tiên màu này cho em màu cam và lanh cánh tiên màu xanh giùm em. 129k một bộ. Thùy Nga ok hai bộ có đơn, Hương Anh ok hai bộ có đơn, Ngọc Thảo ok 4 bộ có đơn cho em. Màu này cho em màu xanh. Các chị thích màu gì chốt cho em màu đấy, nhớ nhá. Hàng có size có số. Nhà em có hai size là M và L. M em đang mặc trên người từ 40 cho em đến 53 cân. Nhà em là 53 cân này. Và L nhà em mặc cho em từ 54 đến cho em là 60 cân giùm em. Hàng size số đàng hoàng, form đẹp, lanh đẹp và gì ạ?
thiết kế cực kỳ đẹp cho em và sang cho em. Được chưa? Mặc bộ này thì thật sự luôn ấy, chồng nào chả yêu. Em nói thẳng luôn, chồng nào chả yêu. Đi về nhìn vợ mặc cái bộ đồ nó đẹp này, nó đẹp, nó nuột nà này, nó gọn gàng mà nhìn cái chất ấy, nhìn cái chất ấy chị ơi, nhìn phát là thấy mát rồi. Thì ai mà chả yêu các chị. 129.000 giùm em. Các chị nhắc 129k. Đang mặc trên người cho em là lanh cánh tiên màu hồng kèm xuống này giùm em. Em mặc cái tình yêu sang cái bộ lanh cánh tiên màu tím đi, màu than đấy nhá. Màu than đấy, tím này đi, màu tím than đi. Đẹp lắm các chị ơi. Hải Tú lên xuống này cho em đi. Ngọc Nga có đơn hai bộ này, Minh Huệ ok ba bộ có đơn cho em. Thu Hằng lấy size 43 cân 1m50, chị lấy ba bộ, một hồng, một cam và một màu tím than nhé. Ok, tím than này gọi là tím than thôi nhưng các chị nhìn thấy màu đẹp không? Mê không? Nó lạ, nó sang. Không có hàng đâu các chị. 129.000 một bộ giùm em nhá các chị nhá. M và L. M cho em từ 40 đến cho em là 53 cân và L cho em từ 54 đến cho em là 60 cân, không có hơi phí. Mùa này không mặc những cái bộ này thì mặc cái gì? Em hỏi thật các chị. Mùa này không mặc những cái bộ này thì các chị mặc cái gì cho nó đẹp mà nó mát được các chị? Các chị ra ngoài mua một bộ đồ cho em khẳng định luôn ấy. Khẳng định luôn nhá, các chị ra ngoài các chị mua một bộ đồ ngủ cho em, các chị mua xem bao tiền. Các chị ơi, xuống 200 cho em có một bộ đồ ngủ được không ạ? 200.000 mới có một bộ đồ ngủ cho em, nhưng mà em tặng các tình yêu treo rồi. Nhưng mà em trang tặng các tình yêu cho em bộ đồ ngủ này cho em với giá là 129k, về các chị mặc cả họ khen. Về các chị mặc cho em trang cả họ khen. Đây là bộ màu tím than đấy. Gọi là tím than, những cái màu nó em thích biết gọi là màu gì em cứ đặt là tím than, nhưng bộ này không gọi gọi là tím than nữa. Đẹp lắm các chị ơi này. Em quần xinh như này cho em được chưa? Lên cho em bộ này, ôi xinh vãi chưởng luôn các chị ơi. Lên cho em bộ này cho em bộ lanh cánh tiên màu tím á. Đấy là màu tím cho em đi. Tím thì đừng có than nghe đau khổ lắm, đẹp vãi chưởng cho em luôn. 129k nhá các chị nhá, lanh cánh tiên kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Lanh cánh tiên kèm màu kèm số điện thoại cho em. Thích bộ vừa xong rồi lên cho em bộ lanh cánh tiên màu hồng. Không thích hồng lên cho em bộ lanh cánh tiên màu này cho em màu tím, được chưa? Không thích tím lên cho em lanh cánh tiên màu này cho em màu cam. Tí mặc màu này cũng đẹp này, xuất sắc luôn, toàn những màu gọi là mặc lên mà phát là da trắng như bóc cho em luôn, được chưa? Không thích nữa lên cho em bộ này cho em lanh cánh tiên màu xanh, toàn những màu được về toàn màu gọi là gì, màu hoa hậu các chị ơi, toàn những màu hoa hậu luôn này. Lanh cánh tiên màu xanh, thích màu nào chốt em màu đấy nhá. Đúng rồi, bộ này mặc đẹp quá. Bộ này mặc không đẹp, trang đẹp không bài bán hàng nữa các chị nhá. Còn ấy, mùa này không mặc lanh, sai lầm của cuộc đời. Được chưa? Mùa này không mặc lanh, sai lầm cuộc đời mà chỉ cần bỏ ra bao tiền ạ? 129.000. 129.000 ạ. Hai size cho em M và L tình yêu ơi. M từ 40 cho em đến là 53 cân. L cho em từ 54 cân đến cho em 60 cân các chị nhá. Hai size giùm em. Chưa? Lanh cánh tiên giùm em các chị ơi. Lanh cánh tiên giùm em. Chị lấy bộ tím nữa dồn đơn ok Ngọc Thảo nhá. Chị Hương Hằng lên số điện thoại cho em đi. Chị Minh Trang có đơn cho em. Thu Huệ không có số điện thoại tình yêu ơi. Lanh cánh tiên kèm màu xanh. Được chưa? Lanh cánh tiên kèm màu gì ạ? Màu cam. Được chưa? Lanh cánh tiên kèm màu tím ạ. Lanh cánh tiên kèm màu hồng kèm số điện thoại cho em. 129.000 một bộ giùm em, hai size M và L. M từ 40 cho em đến 53 và L cho em đến là 60 cân giùm em. Nhớ nhá, tri ân duy nhất một like này. Được chưa? Nghìn năm có một cho em bộ lanh đẹp như thế này. 129.000 các chị mua ở đâu được ạ? Em đố với chị gái của em mua được đấy. Đố mua được nha. Ai mua ở cái lanh thái mà các chị giặt nhá. Giặt nhá, giặt máy xong nhá, rũ nhẹ cho em phơi lên thẳng tưng. Không cần phải làm gì cả các chị ạ. Đẹp như này cho em 129.000 duy nhất trong like này. Các chị không tin tí xuống là không còn hàng, em mặc cái tia sang bộ màu cam. Em mặc cái tia sang bộ màu cam nha. Yến Dương ok có tím ạ, Phương Ngọc ok có tím ạ, Quỳnh Nga một tím một xanh ạ. Thu Huệ lấy bộ tím và bộ màu hồng, chị vừa mặc xong nhé. Em 60 cân, 1m55 mặc vừa không, vừa ok gái yêu. Nhà chị sẽ có hai size là M và L. Em cứ lấy đúng cái size chị tư vấn. M từ 40 đến 53 và L từ 54 đến 60. Hàng bao chất bao form luôn, riêng lanh thái nhá các chị mặc cho em. Các chị mà nhăn là một, nhầu là hai, các chị quay nói em. Các chị ok chưa? Còn lanh thái này các chị mua bình thường giá gốc của nó 230 một bộ cơ. Không có cái giá này, còn màu nha em, các chị nhìn này. Khác hẳn hàng lanh chợ chưa? Các chị nhìn cho cái màu của nó thôi, nó khác hàng lanh chợ rồi. Nó đẹp như thế này mà tặng có 129.000 bộ lanh. Thế nên các chị yêu bỏ qua cái like này, nghìn năm sau cũng không bao giờ có một cái like nào để các chị chốt nữa đâu. Hứa danh dự luôn ạ, 129k một bộ giùm em các chị ơi. Bộ đang mặc trên người lên cho em là hình này, cho lên bộ lanh cánh tiên màu tím giùm em các chị nhá. Em sang các tình yêu bộ lanh cánh tiên màu cam. Và em có đúng 4 hình em sẽ mặc nhanh các tình yêu trong livestream này, vì các chị nhìn thấy comment nó lia lịa như này em lấy đâu đâu em giả. Và trong khi là mùa hè nhá các chị ơi, săn lanh nhá. Hơi khó, nay tranh nhau cướp nhau. Nóng cái này ai mà trả gì ạ? Có mà dại khờ thì cũng biết đình lanh mà mặc. Đúng không ạ? Mặc cái bộ đồ ngủ đi ngủ nó nhẹ nhàng của đời, cảm thấy nó gọi là gì ạ? Đi ngủ mà cảm thấy không vướng víu cái gì, các chị có thấy sướng không? Đi ngủ mặc cái bộ đồ lên người mà các chị cảm thấy nó gì ạ? Nó giải tỏa được mọi gánh nặng cả một ngày làm việc, các chị người phê không? Hay đi ngủ cứ lôi những cái quần áo dày khụ lên giường đi ngủ, đến cái người nằm cạnh một chút cho phát nữa là nói thì bản thân mình đúng không các chị? Khó chịu lắm trời. Đây ạ, phải những bộ này cho em nhẹ nhàng này,
chợ nhẹ tựa lông hồng nhá, ngủ ngon một phát đến sáng cho em luôn. Lên cái tình yêu cái bộ màu cam. Hương Anh lên xuống lại cho em đi, Thu Huệ có đơn nhé chị ơi. Các chị gái mua lên cho em cú phát là mã gì ạ? Bộ lanh cánh tiên kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Không cần comment nhiều được chưa ạ? Em Trang không cần comment nhiều chị ơi, em Trang sẽ có nhân viên gọi điện và tư vấn cho chị yêu kỹ cả. Không comment nhiều đâu. 129k một bộ giùm em chị ạ. 129k một bộ giùm em. Chèo 129k một bộ giùm em các chị nhá. Lên cho em mã lanh cánh tiên kèm số điện thoại giùm em mà có đơn. 43 cân thì mặc size M thôi em yêu. Cái này không có S đâu. Bộ này không có S nhá. M và L. M và L giùm em ạ. M từ 40 cho em đến là 50. M cho em từ 40 đến 50 nhá. 53 cân và L cho em từ 54 đến 60 cân giùm em này, màu cam này cũng xinh. Xinh vãi chưởng luôn này. Riêng cái bộ này nhá, chả có màu đẹp. À chả có màu xấu cả chứ mẹ. Riêng cái bộ này nhá, không có bộ màu nào xấu luôn. Mà các chị mặc cho em bộ này, bộ nó lên cũng trắng da cực. Nhớ cho em nha, Lanh Thái đừng có nó mặc linh thường. Bà nó đã từng mặc lanh mà cảm thấy là gì bị lừa dối, bị nhăn, bị nhàu. Thì mời ngày hôm nay về cho em bộ lanh này giùm em, lấy cho 129 một bộ giùm em. Lanh cánh tiên màu trong mặt trên người cho em là lanh cánh tiên màu cam. Màu cam các chị nha. Cam, rồi, ôi, cái màu quá đẹp cho em luôn ạ. 129k này, đúng quần dài này, cặp quần cao này, các chị ơi mặc rất thoải mái cho em luôn nhá. Bụng này không thấy cho em luôn mà tay rất là đẹp. Cầu vai có biết vào cực kỳ xinh luôn. 129.000 một bộ giùm em, lên cho em mã lanh cánh tiên kèm xuống đây cho em. Thương Anh xuống đây cho em. Trang Đinh Ngọc Huệ có đơn cho em lấy màu cam, chị mặc giòn đơn này. Đẹp quá các chị ơi, màu này màu tím này. Các chị ơi xuất sắc chưa? 129.000 của chị đấy ạ, nó là cả giá trị luôn. Cả một cái gì, một cái giá trị kinh điển cho em luôn ạ. Lanh cánh tiên màu đang cầm trên tay cho em là màu hồng giùm em này, màu đầu tiên em mặc này. Xinh lắm, sắp cháy nhà luôn rồi. Đây ạ, màu hồng cho em nhé, nhẹ nhàng, baby lắm. Những cái tông gọi là tông phấn đó chị. Mặc lên phát là nhìn trắng da đẹp mà nhìn rất phê cho em luôn này, xinh chưa? Lên cho em mã gì ạ? Lanh cánh tiên màu này cho em màu hồng. Không thích hồng rồi lên cho em bộ lanh cánh tiên màu xanh. Chị Hương Giang ok lấy một cam trăng mặc nhá, một cam một hồng ok Thủy Mai ạ. Chị Kim Ngọc lấy một bộ hồng và một bộ tím ạ. Chị Mai Huệ lấy hai bộ tím, một size 53 cân và một size 54 cân. Thế lấy một ML giùm em chị yêu. 53 và 54 lấy ML cho em nhá. 129k một bộ giùm em. Đúng rồi, 129.000. Lên cho em mã bộ lanh cánh tiên kèm màu xanh. Lên cho em mã bộ lanh cánh tiên kèm màu cam. Được chưa? Lên cho em mã bộ lanh cánh tiên kèm màu diện hồng. Trời ơi, yêu lắm các mẹ ơi. Và lên cho em bộ mã lanh cánh tiên kèm màu diện, màu diện màu tím giùm em. Nhớ này, Lanh Thái được chưa? Vò thoải mái cho em chưa? Nhăn làm sao được các chị? Lanh Thái xịn nhăn làm sao được à? Chỉ có Lanh Thái bịt thì mới nhăn thôi các chị nhá. Mặc rất là sướng luôn mà cực kỳ mềm. Form đẹp này, gọn gàng này, các chị nhìn cái bộ đồ mặc không? Rất đẹp, rất gọn gàng. Một cái bộ đồ ở nhà mà thật sự nhìn một phát là gì ạ? Nhìn mình mặt hoa da phấn luôn. Nó tôn lên những cái điều từ cái da rẻ, từ cái form dáng, từ tất cả mọi thứ cho em. Chỉ có 129k lên cho bộ lanh cánh tiên kèm màu gặp xuống cho em nhá. Hôm nay em về các điều cái mẻ lanh này rất là xinh. Nhưng mà em khẳng định luôn, chị nào không nhanh tay là sẽ không còn. Em lên cái yêu nốt cái bộ lanh cánh tiên màu xanh ạ. Chị Hảo Tú lên số lại cho em đi. Rất là xinh luôn, 129.000 một bộ cho em. Rất là xinh luôn, 129.000 một bộ giùm em. Các chị gái nhớ chốt đơn kèm số điện thoại nha. Không có số điện thoại là mình không lên đơn thành công đâu ạ. Cả bộ lanh xinh như này có 129.000. Không mua thì mua cái gì? Không mua thì mua cái gì? Thu Nga lên số lại cho em đi. Huyền Bùi ok có đơn này. Từ từ vào đây không, tí nó lại bảo là khóa thân thì bỏ mẹ. Bọn này nó hay báo có linh tinh, mặc dù mặc áo rất là đầy đủ rồi. Lên cho em mã lanh cánh tiên kèm màu kèm xuống đây cho em chị ơi. Màu xanh rất xinh. Ôi chú choa mẹ ơi. Trời ơi ạ, những chị nào mà theo dõi livestream từ đầu được cho em xin một cái câu hỏi là lúc nãy giờ có cái màu nào xấu không ạ? Này các chị ơi, cái màu này nó lạ mà nó sang và nó nhìn có rất là gì nhỉ, hút sờ hồn cho em. Các chị ơi, 129k một bộ duy nhất trong live này các chị ơi. Lanh cánh tiên kèm màu kèm số điện thoại giùm em các chị nhá. Lanh cánh tiên kèm màu kèm số điện thoại cho em. Chốt thích màu nào treo, thích màu nào chốt ngay cho em màu đấy đi, không phải suy nghĩ nữa. Suy nghĩ là còn được cái gì. 129.000 bộ đồ các chị, được chưa? Lanh Thái qua xử lý chống co chống nhăn, bao giặt máy cho các chị em nhà mình luôn, được chưa? Bao giặt máy cho các chị em nhà mình luôn. 129.000 thử hỏi mang cái chợ ủng hộ em nhá. Mua cái lanh đều các chị còn trả được, không được bảo hành các chị không mua nổi. Đây cái lanh này của nhà em các chị mặc lên chỉ có đỉnh thôi. M và L giùm em ạ. M từ 40 cho em đến là 54 cân. À 53 cân và L cho em từ 54 60 cho em. Màu tím này đẹp chưa? Xuất sắc luôn, màu trong mà trên người màu xanh chị yêu. Màu xanh giùm em. Rồi ok, Thu Ngọc có đơn cho em bộ xanh nữa dồn đơn nhá. Huyền My ok một xanh với là một hồng này. Đây hồng đây. Trời ơi, à đây màu cam đây. Bà nào vừa hỏi em màu cam ạ? Màu cam đây chị yêu. Cam em vừa thay ra đấy chị yêu. Này cam này, xinh chưa? Đấy, đẹp không? Hàng cánh tiên
mặc cho các chị yêu nhé, cảm thấy là vai viết bắt tay với chúng ta gọn gàng và nó không bị to, được chưa ạ? Những cái hàng này các chị yêu mua cho em, các chị mặc cho em xuống lắm. Những cái bộ đồ là bình thường ngày xưa mình mặc lanh trông nó hơi bị nhăn và trông những họa tiết của nó hơi đơn điệu, nhưng mà cái dòng lanh này của em là dòng lanh Thái thiết kế, các chị mặc cho em cực đẹp luôn. 129.000 một bộ, xuống em lên cho em bộ này cho em là lanh gì ạ? Lanh cánh tiên màu cam, được chưa ạ? Em sơn lại bảng màu nha, lanh cánh tiên màu tím, được chưa ạ? Lanh cánh tiên màu tím này, các chị chốt màu nào chốt lên luôn cho em này. Lanh cánh tiên màu gì ạ? Màu hồng cho em, được chưa ạ? Và lanh cánh tiên chăn đang mặc trên người màu xanh của em. 129k một bộ, M từ 40 cho em đến 54 và L cho em từ 55, à M từ 40 53, L cho em từ 54 đến cho em là 60 cân của em các chị ơi. Rất là đẹp và cực kỳ gọn gàng cho em luôn. Những cái bộ đồ mà thật sự con mặc nó gọi là trường tồn với thời gian, được chưa ạ? Gọi là nhẹ nhàng với cuộc sống, được chưa ạ? Đẹp với mọi người cho em, một bộ đồ như thế này chiên có 129.000, đừng nghĩ. Nghĩ nhiều ngày mai em thề với các chị luôn hết hình luôn các chị ơi. Được chưa ạ? Hết hình luôn cho em luôn ạ. Ngọc Tuấn ok, lấy bộ xanh với là bộ hồng nhá. Chị Kim Hà ok, một bộ tím, một bộ cam này. Chị Mai Dung lấy 4 bộ có đơn cho em. Chị Nguyệt Tuệ 53kg 1m55. 53kg 1m55 đấy cho em xem mờ chị yêu. Cứ mờ từ 40 cho em đến 55 nhá. Trừ khi mà mờ từ 40 53 nhá. Trừ khi mà cân chiều cao của mình thấp quá thì các chị cho lên chiều cao để thì em mới tăng size. Còn không cứ 40 53 là mình lấy mờ. Từ 54 đến 60 là mình mới lấy cho em size L chị yêu nhá. Xinh chưa? Màu xanh giùm em ạ. Xanh nha các chị ơi. Lên cho em bộ này cho em, bộ lanh cánh tiên màu xanh giùm em. 129 các chị nhá. 129k. Nhìn lanh này, lanh này, nhưng mà nhìn như không phải lanh, nhưng mặc lên người nó nhẹ và nó phai và nó sướng vô cùng cho em. Đặc biệt là gì ạ? Màu đẹp, màu nó đẹp các chị nhá. Màu xanh trang mặc dồn đơn chị Hải Tú, chị Minh Nga ok có xanh nhá. Giờ lại bảng màu chị xem đi Trang ơi, đây bảng màu đấy chị yêu. Trang mặc trên người lên cho em lanh cánh tiên màu xanh. Đang cầm trên tay là gì ạ? Lanh cánh tiên màu hồng các chị nhá. Đang cầm trên tay tiếp theo là gì ạ? Lanh cánh tiên màu tím giùm em. Dạ, màu tím này xinh chưa? Trời ơi, cho em ạ ơi. Các chị ơi, này. Tiếp theo là lanh cánh tiên màu cam giùm em các chị yêu. Nó đẹp như thế này cho em 129.000, không mua cái gì. Đúng không ạ? 129.000 bây giờ đi ra ngoài kia mua một áo phông mua được không ạ? No. Mua cái quần không ạ? No. Nhưng ở đây cả bộ đồ. Mặc cho em ở nhà đi buổi tối đi dạo phố đi uống trà đá đi dạo mát cho em. Rất là đẹp. Rất là đẹp nha, màu nét này, họa tiết nét này, chi tiết sắc cho em này, nhìn cái bộ đồ tôn da tôn dáng cho em. 129.000 cả bộ đồ giùm em. Lên đúng cú pháp cho em mã lanh cánh tiên kèm màu kèm xuống đây cho em các chị nhá. Em Trang ơi, mặc lại chị màu hồng được không? Chị thấy màu hồng yêu quá mà mới vào sau, màu hồng đâu? Màu hồng đúng không? Em Trang chiều luôn. Đấy ạ. Hồng baby cực kỳ luôn, nhẹ nhàng và baby cực kỳ, mặc đẹp là phải chốt luôn cho em nhá. Chị Thu Nga để em một xíu ạ. Chị Thu Nga để em một xíu nhanh lên cái bộ hồng các chị yêu này. Rất là rẻ luôn, 129.000 cả bộ các chị ơi. Xinh như thế này mà yêu như này mà chi ân có 129.000 không mua hơi phí ạ. Các chị yêu để lại số điện thoại nhanh tay giùm em nhá.